Kính chào quý phụ huynh, thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Thầy rất vui vì được gặp lại các em trong tiết học toán lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Cũng như thường lệ, trong buổi học hôm nay, các em cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập sau đây. Đó là sách giáo khoa toán 2 tập 1, vở trắng, bút và thước kẻ. Ngoài ra, các em cần ngồi ngay ngắn trước màn hình và tập trung nghe thầy hướng dẫn nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Kính mong quý phụ huynh sẽ cùng đồng hành với các em trong suốt thời gian diễn ra tiết học. Để giúp các em ôn lại các kiến thức đã học, tiết toán hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em bài Em làm được những gì? Tiết 1. Thầy mời các em mở sách giáo khoa trang 34. Chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học hôm nay nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với yêu cầu bài tập số 1. Quan sát hình ảnh rồi trả lời câu hỏi. A. À, trên tờ lịch ghi thứ mấy, ngày bao nhiêu? B. Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc mấy giờ? Để trả lời được hai câu hỏi này, các em cùng quan sát hai bức tranh. Tranh bên trái vẽ tờ lịch, tranh bên phải vẽ một bạn nhỏ đang vẽ tranh. Trên tường có một chiếc đồng hồ chỉ giờ. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh và trả lời hai câu hỏi trên cho thầy nhé. Các em bắt đầu thực hiện đi nào. Các em đã có câu trả lời chưa nào? À, trên tờ lịch ghi thứ mấy ngày bao nhiêu các em? À, quan sát tờ lịch, ta thấy trên tờ lịch ghi thứ tư. Quan sát tiếp, ta thấy trên tờ lịch ghi số 20. Vậy, số 20 là gì các em? À, số 20 có nghĩa là ngày 20 đấy các em ạ. À. Như vậy, ta đã có câu trả lời rồi. Câu A đó là trên tờ lịch ghi thứ tư ngày 20. Các em lưu ý thêm trên tờ lịch phía trên ngày 20 còn có ghi tháng 10 năm 2021 nữa đấy các em ạ. À. Vậy các em có biết ngày 20 tháng 10 là ngày gì không? À, ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam đấy các em ạ. À. Hàng năm vào những ngày 20 tháng 10 thì những người phụ nữ như mẹ, dì, cô hay bà đều được chúc mừng vào ngày 20 tháng 10 đấy các em ạ. Tiếp theo hình bên phải là bạn Hà. Bạn Hà đã vẽ một bức tranh để tặng mẹ nhân ngày 20 tháng 10. Vậy các em cho thầy biết bạn Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc mấy giờ? À, để biết Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc mấy giờ, thầy mời các em cùng quan sát chiếc đồng hồ treo trên tường nhé. Đồng hồ đang chỉ mấy giờ các em? À, đồng hồ đang chỉ 8 giờ. Quỳ kim ngắn là kim chỉ giờ, đang chỉ số 8. Còn kim dài là kim chỉ phút, đang chỉ số 12. Vậy đồng hồ đang chỉ 8 giờ đúng đó các em ạ. À. Vậy câu trả lời đó là Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc 8 giờ. Vừa rồi các em đã thực hiện xong yêu cầu bài tập số 1. Qua bài tập 1 các em đã được ôn lại cách xem ngày qua giờ. Tiếp theo sau đây để giúp các em biết cách đo độ dài cánh tay và bàn chân của mình. Thầy mời các em cùng đến với bài tập số 2. Đó là đo độ dài. A. À, cánh tay em dài bao nhiêu cm hay khoảng bao nhiêu dm. B. bàn chân em dài bao nhiêu cm hay khoảng bao nhiêu dm. Đề bài yêu cầu chúng ta là đo độ dài. Vậy để đo được độ dài cánh tay và bàn chân của em thì chúng ta sẽ dùng gì để đo các em? À đúng rồi, chúng ta sẽ dùng thước có đơn vị là cm để đo. Ngoài ra nếu trường hợp các em không có thước thì các em có thể đo bằng găng tay nữa đấy các em lưu ý khi đo kết quả của các em có thể giống nhau hoặc khác nhau vì có bạn cánh tay sẽ dài hơn có bạn cánh tay sẽ ngắn hơn và bàn chân cũng vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện đo cánh tay nhé thầy ví dụ đây là cánh tay của một bạn chúng ta sẽ dùng thước để đo nếu các em không có thước dài thì các em có thể đo từng đoạn của cánh tay rồi cộng các kết quả lại nhé. Các em quan sát cách thầy đo như sau. Đầu tiên, các em bắt đầu đo từ vạch số 0 của thước ngay đầu ngón tay giữa cho đến nách của mình. Và các em xem, cánh tay của bạn này dài bao nhiêu các em? À, thầy đo được cánh tay của bạn là 48 cm. Vậy thầy trả lời cánh tay em dài 48cm hay khoảng 5dm. Vì các em đã biết 10cm bằng 1dm nên 48cm gần khoảng 5dm. Tiếp theo câu B. Đo độ dài bằng chân. Thầy ví dụ đây là bàn chân của một bạn và cách đo như sau. Các em sẽ dùng thước đo từ gót chân đến đầu ngón chân cái và kết quả của thầy đo được đó là 18 cm vậy thầy trả lời bàn chân em dài 18 cm hay khoảng 2 dm vì các em đã biết 10 cm bằng 1 dm nên 18 cm gần khoảng 2 dm vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cách đo cánh tay và bàn chân của mình. Sau khi kết thúc tiết học, các em hãy thực hành đo lại cánh tay và bàn chân của mình, sau đó đọc kết quả cho cha mẹ nghe nhé. Tiếp theo, để giúp các em nhận biết các dạng hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác và hình khối lập phương, thầy mời các em cùng đến bài tập số 3. Và yêu cầu của bài tập số 3 đó là tìm nhà cho sóc. Đề bài cho ta biết nhà của sóc có đặc điểm đó là cửa ra vào hình chữ nhật, không có dạng khối lập phương. Đề bài hỏi, nhà của sóc là nhà thứ mấy từ trái sang phải? Để trả lời được câu hỏi này, thầy mời các em cùng quan sát lên màn hình. Trên màn hình thầy có một cành cây, trên cành cây có một chú sóc và bốn ngôi nhà được sắp xếp theo thứ tự từ 1 2 3 4 từ trái sang phải bây giờ dựa vào đặc điểm nhà của sóc mà đề bài đã cho các em cùng suy nghĩ và giúp sóc tìm đúng ngôi nhà của mình nhé nào các em bắt đầu thực hiện Các em đã tìm được ngôi nhà cho sóc chưa nào? bây giờ các em xem đáp án của thầy xem các em đã tìm đúng chưa nhé nhà cổ sóc có đặc điểm đó là cửa ra vào hình chữ nhật các em quan sát bốn ngôi nhà ta thấy nhà thứ nhất có cửa ra vào là hình vuông nhà thứ tư có cửa ra vào là hình tam giác nên đây không phải là nhà cổ sóc tiếp theo các em quan sát nhà thứ hai và nhà thứ ba ta thấy nhà thứ hai và nhà thứ ba có cửa ra vào là hình chữ nhật vậy ngôi nhà thứ hai ngôi nhà thứ ba ngôi nhà nào là ngôi nhà cô sóc các em cùng tiếp tục dựa vào đặc điểm thứ hai đó là không có dạng khối lập phương bây giờ các em quan sát ngôi nhà thứ hai và ngôi nhà thứ ba và cho thầy biết ngôi nhà nào không có dạng khối lập phương các em à thầy quan sát thấy Ngôi nhà thứ hai là ngôi nhà không có dạng khối lập phương. Như vậy, chúng ta đã tìm được ngôi nhà cho sóc rồi đấy các em. Và nhà của sóc đó chính là nhà thứ hai từ trái sang phải. Vừa rồi, các em đã thực hiện xong yêu cầu bài tập số 3. Tiếp theo sau đây, thầy mời các em cùng tham gia một trò chơi nhé. Và trò chơi của thầy có tên gọi là Ai Nhanh Hơn. Trò chơi này, thầy có 6 câu hỏi. Các em hãy lắng nghe thầy đọc lần lượt các câu hỏi rồi sau đó các em suy nghĩ và tìm kết quả đúng nhé. Các em đã hiểu cách chơi chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tham gia trò chơi, chơi nhé các em. Đầu tiên chúng ta cùng đến với câu hỏi số 1. Số liền trước của 45 là số mấy? Các em cùng suy nghĩ và trả lời cho thầy nhé. À, chắc chắn các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Số liền trước của 45 là số 44. Thầy chúc mừng các em. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Số liền sau của 56 là số mấy các em? Các em cùng suy nghĩ và trả lời nhé. À, số liền sau của 56 là số 57. Câu tiếp theo. Số lớn hơn 70 nhưng bé hơn 72 là số mấy các em? Các em cùng suy nghĩ và trả lời cho thầy nhé. À, đáp án đó chính là số lớn hơn 70 nhưng bé hơn 72 là số 71. Thầy chúc mừng các em. Câu hỏi tiếp theo. Số lớn hơn 99 một đơn vị là số mấy? Các em cùng suy nghĩ nhé. À, số lớn hơn 99 một đơn vị là 100. Câu tiếp theo, số bé hơn 8 một đơn vị là số mấy các em? Và câu trả lời, số bé hơn 81 đơn vị đó chính là số 7. Thầy chúc mừng các em. Và câu tiếp theo, số liền sau của 39 là số mấy các em? À, số liền sau của 39 đó chính là số 40. Thầy xin chúc mừng các em. Các em thông mến, trò chơi của chúng ta đến đây đã kết thúc và trò chơi đã giúp cho các em ôn lại cách tìm số liền trước và số liền sau. Và tiết học của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc. Và tiết học ngày hôm nay cũng đã giúp cho các em ôn lại cách xem ngày và giờ, cách thực hành đo độ dài với đơn vị là cm và decimet cách nhận biết các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác và khối hình lập phương. Ở nhà, các em hoàn thành các bài tập thầy đã hướng dẫn, làm bài và quả bài tập và chuẩn bị cho thầy thiết sau. Cuối lời, thầy xin chúc các em chăm ngoan học giỏi. Xin chào và hẹp lại các em nhé.